tức là khi mà cái người nào mà
dễ nổi nóng là cái biết khi người ta chấp ngã nhiều, và người nào ít nổi nóng thì chấp ngã ít, mà không chấp ngã thì không nổi nóng. Tại sao? Khi bị mắng, chửi, bị tấn công hay là bị người khác người ta xúc chạm mình, đó, xúc phạm mình, thì cái ngã là cái gì quý vị? Cái ta đúng không? Quý vị tưởng cái ta ở đây không phải, nó bự lắm. Cho nên gọi là chấp ngã là như vậy đó. Cái thân mình nó chỉ ở đây thôi. Nhưng nếu mình chấp ngã đó, tức là mình bám vào cái ta đó, thì cái ta đó, cái vô hình tướng đó, nó sẽ to ra. Đó. Vì thấy lạ không? Cái người nghèo mà không có nhà, người ta đứng đây, quý vị đứng đó làm sao? Nhưng mà cái người nào mà cái người mà có nhiều tiền, người ta mua căn nhà, trước khi tới cái nhà đó, nhà ở vùng này có đất, có vườn không? Có một chút xíu vườn chung quanh. Thì mình rào cái hàng rào đó, hay là không cần hàng rào đó, mình biết khu đất là của mình, thì ai mà đạp vô khu đất đó thì mình khó chịu liền. Nói ê, làm ơn đi ra khỏi nhà con, nhà khu đất của con. Thì bây giờ nếu mà cái khu đất đó là cái làng ranh giới nó rộng ra hơn nữa, tức là cái ngã sở của mình đó, cái property của mình đó, nó to ra hơn nữa, thì người khác đụng vào thế thì mình không chịu đó. Cho nên người đi tu hay là người tu đó phải làm theo cái ngã nhỏ, tức là không có nghĩa là bảo, thầy bảo quý vị về bán nhà đi phải vậy, biết là cái đất của mình nó to như vậy đó, nhưng mà lỡ mà có ai đạp vô thì kệ nó, cái này nó chưa đạp tới mình thôi, cái gì đó. Còn mình sao chấp ngã, cái khổ là gì? Là cái tên của mình, cái danh của mình. Hôm qua chúng ta nói cái thân của mình thôi, bây giờ hôm nay chúng ta nói cái danh là cái tên thôi. Khi mình mới sinh ra mình có tên không? Mình có tên gì đó. Cha mẹ mình đặt cho mình cái tên. Con trai là Nguyễn Văn Tèo, ví dụ thế. Còn con gái thì Nguyễn Thị Mít, ví dụ vậy. Rồi thì khi bắt đầu mà nhỏ cũng biết nữa, đứa nhỏ nó không biết, quý vị gieo vào đầu nó rồi nói ê tèo, con đầu nó tèo, nó ngứa mắt nào không biết, rồi mình làm gì không biết, mình cứ làm tèo rồi quát quát nó, rồi mình gieo vào đầu nó. Cái lúc đó đó, cái là learning process, lúc đó là cái con nít đó, nó bắt đầu nó tập nó hút cái chữ tèo vào đầu nó, bắt đầu nó đâu biết nó là tèo. Thì mình nói ê tèo thì sao, con nít nó nói hết vậy yeah. Không nói vậy, tèo nó cũng nhớ ra, nó cứ một trận mắt nó mắt vậy thôi. Thì mình khi mình sinh có thể đang lúc ngay từ nhỏ lớn là mình đang cái xã hội, cái thế giới thì nó tập cho mình chấp ngã, tập cho các cái danh. Tèo, không biết nữa. Quý vị từ từ mình cũng đặt cho con chó nó chấp ngã, quý vị Lulu rồi Lily rồi cái gì đó, bắt đầu nó không biết tên nó là gì, quý vị làm biết cơ hội, cái Lulu nó chạy tới rồi, hay không? Mình gọi nó tèo, cái xong thời gian khi cái tèo nó là đứa con nít nó bắt đầu nó ngó mình, rồi từ từ nó nhận nó là tèo. Ê mít hay là xoài đi, nó thì xoài đó. Thì ban đầu nó mình có biết, lúc đó nhỏ nó biết xoài là gì, lớn lên biết trời xoài má đặt tên con xấu quá mít nữa, tôi má không hết tên là sẽ đặt xoài mít tội không vậy. Lúc đó mới biết chứ hồi nhỏ không biết. Rồi đến khi mà cái tên đó nó vào đầu rồi đó, thì đứa bé đó chính là mình chấp vào cái tên đó. Chấp vào cái tên đó là mình. Cái danh đó là mình. Nên cái danh đó là bắt đầu là mình. Cho nên khi bắt đầu ai nói cái thằng tèo ngu quá thì sao? Nó nổi được. Cái con nít nó sao nó xấu quá à? Mũi tẹt. Mũi gì thằng ghét là mình khổ lên, khóc, về khóc. Má làm sao mà cái mũi con tẹt quá vậy? Dù vậy, chắc hồi đó lúc con nhỏ má ấn mũi con hoài sao? Thì đó là chấp vào ngã. Chứ nếu mà mình không biết, nếu mình nó kêu tên khác, nó chửi thì không thấy gì hết. Mà kêu chú cái tên đó mình đang đi chứ ở tèo cái chớ. Tèo nào vậy?
chưa có tèo nào mình nghe cái tèo đó là mình báo một cái có thể ta chửi tèo khác mình là Nguyễn Văn Tèo mà ta chửi là Trần Văn Tèo thì sao không biết được Việt Nam trùng tên nhiều lắm nhưng khi mình cái tâm là nó báo một cái danh đó là mình khó chịu liền cho nên mình có cái thân là có khổ là phải lo cho nó ăn rồi có cái tên nó cũng khổ nữa cái tên ngoài là cái tên đó cái tên là tèo rồi giờ còn thêm một con tèo còn thêm có nhiều cái từ từ lớn lên nó dính vô cái chữ tèo nhiều lắm quý vị biết cái dính vô là gì không ông giám đốc của con tèo ông bác sĩ của con tèo rồi nhất là thời bên Mỹ này đó là người ta trọng cái gì biết không trọng cái răng Nguyễn Văn Tèo PhD biết cái đó trong một sách là Nguyễn Văn Tèo PhD tên ông là gì Nguyễn Văn Tèo PhD có gì hả thì tôi gọi ông ấy ông PhD hả thì từ Nguyễn Văn Tèo không gắn được cái PhD nữa nên mỗi lần mỗi quyển sách nào viết là phải để thêm vô Nguyễn Văn Tèo MA, MD, thì PhD, DVD gì đó, để vô. Nếu mà hôm nào Nguyễn Văn Tèo mà không có PhD là không được, mà tên tôi có chữ PhD trong đó, quý vị không? Thì cái tên đó, cái PhD là cái gì là ngã sở một cái danh Tèo, ngã sở. Rồi cộng thêm PhD rồi, Nguyễn Văn Tèo PhD, MD, DD, TD, PD, PD. Cẩn thận cho nên quý vị thấy chữ PS phải nhớ để chữ H vô đó chứ nếu không thiếu chữ S thì quý vị biết thành sao rồi rồi đó là không dài nữa thì thôi ngừng đi tiếp rồi quay cái học chân đế trở lại tục đế là cái chân lý của thế gian nó gọi là conventional truth tức là ai nấy công nhận đó rồi chân đế là gì chân đế là những cái sự thật tuyệt đối mà người sống trong thế gian không biết cái sự thật tuyệt đối mình chỉ biết sống trong sự thật tương đối thôi thì vô ngã là giáo lý của chân đế là chân đế tiếng Anh gọi là ultimate truth là chân lý tuyệt đối thì chân lý tuyệt đối đó nó nói gì không có ta rồi tức là vô ngã không có năng lượng à xin lỗi không có ta mà chỉ có năng lượng thôi đó rồi không có ta cũng chính là vô ngã mà giáo lý vô ngã là gì đó quý vị nếu mà học hai ngày hôm nay cuối cùng không nhớ được cái gì hết thì thôi quý vị nhìn cái hàng thứ ba là được rồi vô ngã vì nhớ học lòng cái hàng thứ ba ha giờ về anh không biết thầy chỉ siêu giảng vô ngã là gì ha vô ngã vô là không ngã là ta đó. Vô ngã là không có ta không phải không có ta không ta có ta không hôm nay quý vị sẽ thấy tiếp vô ngã trong kinh dịch có nghĩa chữ vô ngã là không có gì là ta hay là của ta chữ ta thì có nhưng mà không có gì là ta không có gì là của ta những cái này hôm qua giảng rồi cho nên hôm nay không có nói tiếp nữa tôi chỉ đi lướt qua thôi cho nên cái ta nó có chứ phải không quý vị cẩn thận khi nói vô ngã có nghĩa là có sự vật nhưng mà không có gì là ta hay là của ta hết nhưng mà ta có không có tí nữa mình sẽ đi tới cái ta đó thế cái ta đó mình sơ nhìn thấy sơ qua ta nó chỉ là một cái giả danh thôi tại có ta thôi ai cũng xài vậy ai cũng nói tôi nè thì nói tôi tức là tôi có rồi vậy sao Phật nó không có sao nói chuyện gì kỳ vậy cái này confusing quá xong rồi làm người nào nói tôi nè, you nè, ai nè, you nè, me, tôi không biết gì giờ tự nhiên vô đây giảng, Phật giảng làm cho con người ta khùng, không biết gì hết.
học vô cả xong ra nước ngang cũng đạp hết, giờ không biết giờ giờ ai đi một câu nói gì đây, ai đi vậy. Quan trọng nên mình phải biết ấy, về chân đế của đế hai cái khác nhau. Nếu quý vị muốn về tìm cái bài giảng tôi nói giảng về học đạo thông minh, trong đó nói về chân đế thực tế rõ hơn, và khi quý vị hiểu chân đế thực tế thì quý vị sẽ thấy có những kinh nói về thực tế và có những kinh nói về chân đế. Như kinh Bát Nhã Tâm Kinh là kinh nói về chân đế, còn những kinh A Hàm Nikaya Nguyên Thủy là nói về tục tế. Thì từ đó tôi còn nói là một cái loại hai cái nghĩa nữa mà tôi chỉ lý phớt thôi, là liễu nghĩa kinh và bất liễu nghĩa kinh. Tức là kinh liễu nghĩa và kinh không liễu nghĩa. Nhưng mà những cái chuyện đó mình khỏi có đi vào mặt sâu về những chuyện đó, mình nhắc cho quý vị để Phật giáo nó hiểu hai từ. Rồi hôm qua chúng ta học sơ qua kinh Vô Ngã Tướng để biết là nguồn gốc của cái bài giảng nó từ đâu. Chúng ta học Vô Ngã là quý vị thường nghe trong đạo Phật nói về tam pháp tấn, vô thường, khổ, vô ngã. Người học Phật pháp đó, khi nhìn vào cuộc đời đó, là phải thấy ngay, nếu chưa thấy được thì nhớ trong đầu. Tập lấy những cái đó, lấy những cái new idea này. Tại xưa nay chúng sinh thấy cái gì cũng thường hết á, thấy cái gì cũng sướng, vui hết, và thấy cái gì cũng là ta, là của ta. Tên tôi là Nguyễn Văn Tèo, đây là vợ tôi là bà Nguyễn Văn Tèo, con tôi là Nguyễn Văn Tét, ví dụ vậy. Rồi con gái tôi là gì đó, không biết, Nguyễn Thị gì đó. Từ từ mình có cái tên, những cái nó dính vào những cái chung quanh cái tên của mình. Thì giờ, nguồn gốc của Vô Ngã là rút từ thực kinh Vô Ngã Tướng. Và Vô Ngã nó là một cái giáo lý rất là quan trọng của Phật sắc Phật giáo, và nó cũng là một cái giáo lý đặc biệt của Phật giáo. Những đạo khác không có nói về giáo lý Vô Ngã, và ngay cả trong Phật giáo cũng không ai, ít ai để ý tới Vô Ngã, để giảng nói Vô Ngã. Nhưng mà khi cãi lộn nhau nó trở nên tên nó sắc ngã quá. Khi mình la ghét ai đó mà ta cãi lại mình, ta chửi lại mình tức, mình nói về cái tên chấp ngã đó. Rồi chấp ngã là gì? Mà nhìn lại mình cũng chấp ngã, nhưng mà nó chấp ngã hơn mình. Yên chí rồi, tôi cũng chấp ngã mà chấp ở rồi, không sao. Cho nên chúng ta tu mà không có ý thức được, thấy được cái giáo lý Vô Ngã này rất là quý. Nhưng lần nữa cảm ơn quý vị đã tới đây, tại vì cái giáo lý Vô Ngã này nó không phải dễ hiểu, mà quý vị đã chịu khó tới để nghe thì rất là hoan hỷ. Cảm ơn quý vị. Đó, hôm qua chúng ta đã học về Vô Ngã rồi, thì Vô Ngã tức là không có ta, không có cái gì của ta hết. Thế giờ thứ nhất mình hỏi, vậy thì cái thân này của ai thầy? Nó không phải của tôi, của ai vậy? Đó. Thì hôm qua chúng ta ít có nói về cái phần là vô chủ. Vô chủ đây, để trở lại không có ta, nhưng mà có năm uẩn. Không có ta nhưng mà có năm uẩn. Năm uẩn là năm cái thành phần nó hợp lại thành con người: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái thân này đây, thọ là những cái cảm giác của mình, feelings của mình, sensation của mình. Đó. Khi mình ăn thì mình nói tôi ăn, nhưng mà thật ra phải tôi ăn không? Cái thân nó ăn. Khi mình đau răng đó, thì cái đó là cảm thọ. Đau khổ là cảm thọ, tưởng là nhớ tưởng, tưởng tượng đó, trong đầu mình, trong cái tâm này. Khi
khi mình suy nghĩ thì mình cũng nói mình suy nghĩ, nhưng mà nó là cái hành đang làm việc. Và khi mình quyết định cái gì đó, mình phân biệt, mình nhìn cái gì đó, cái này cây hoa hồng, cái này cây nước, cái này cây chuông, thì cái mà biết cái này là cây chuông đó, chứ không phải là cái này, không phải là bông hồng. Thì cái mà trong tâm thức mà biết được cái này là cây chuông, cái đó là thức hay là ý thức, đó, consciousness, nó biết như vậy. Thì tất cả những cái đó nó có chứ không phải không. Cái ta thì nó có, nhưng những cái đó, những năm cái giống như là đây là bàn tay là cái ngã, sắc thọ tưởng hành thức, năm cái sắc thọ tưởng thức. Thì khi năm cái này đó, năm ngón tay này nó hợp vào lại nhau thì mình gọi đó là bàn tay. Thì khi năm cái này nó hợp lại nhau đó thì nó hoạt động lên mình, và con người gọi đó là cái ta, giống như là quý vị gọi cái này là một bàn tay chứ không phải bàn chân. Nhưng mà quý vị biết con khỉ đó, tay chân nó giống nhau hết à, quý vị thấy không? Giờ là ký 10 đầu, gọi là 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón tay. Tại vì quý vị thấy chân con khỉ không? Ai để ý không? Chân nó giống tay nó, cho nên nó thò tay mà thò chân nó nắm được. Thì khi năm quả này nó có, nhưng mà cái ta không có, cái đó là cái khó hiểu. Cho nên khi mà học về cái không đó, thì nó còn khó hiểu hơn. Tại vì hiểu vô ngã rồi thì mới hiểu được cái không. Còn nếu không hiểu được vô ngã thì rất là khó hiểu cái không. Trong đạo nó có hai cái không, hay là hai cái vô ngã cũng được. Và thường thường là trong quyển sách vô ngã này tôi nói về hai cái không. Nó gọi là cái không đầu tiên đó, nó gọi là nhân vô ngã, và cái không thứ nhì đó, nó gọi là pháp vô ngã. Nhân vô ngã và pháp vô ngã, và pháp vô ngã chính là cái không, còn nhân vô ngã chính là cái vô ngã thường mình nói đó. Bây giờ trở lại tại sao nó gọi là vô chủ, vô ẩn đó, vô ngã, vô chủ. Khi nói đến vô chủ quý vị dễ hiểu hơn, tại sao? Chủ tức là năng lực, phải không? Người chủ tức là người có quyền ra lệnh cho người nô lệ hay người tùy tùng của mình làm cái gì thì người nó phải làm cái đó. Thế giờ thường mình nghĩ mình là chủ của cái thân này rồi, phải không? Mình là nó, mình là chủ nó, tức là chủ nó, tức là chủ cái thân này. Như Quang nói, khi mà hôm qua học thi bộ hạ tướng rồi, nếu mà thân này là ta, là của ta, thì ta có quyền ra lệnh cho nó. Thân không được già. Người nói nó thân không già, nó có không già không? Nó cứ già, coi nó cứ già không được làm gì được. Nói nó bắt không già, nó cứ già chơi vậy, nó không làm gì được không? Thấy không? Mình già á, ta đi căng da mặt. Nói đi căng, còn không căng đi. Căng không được bao lâu, vì căng được bao lâu thì nó nhanh lại cái việc. Tùy ha, tùy tiểu hả? Căng nhiều tiền thì nó căng lâu hơn. Căng tiền mà căng rẻ tiền thì mới căng 3 ngày nó căng rồi. Rồi. Giờ cái thân này quý vị chưa công nhận nó là mình là chủ nó mà. Mình có quyền làm nó căng lên được. Thì quý vị đi sâu ở bên trong tim, gan, tỳ, phế, thận của mình, ngũ tạng, mình gọi nó tim của mình. Quý vị có ra lệnh cho nó để tim không có được còn bị nhạt nha. Mà ngày nào quý vị cũng ăn mấy bít tết, ăn mấy bít tết là tiếng Tây, ăn mấy hamburger sách, rồi ăn lưỡi lịa, ăn đồ mỡ không? Quý vị ăn nào vậy, quý vị ra lệnh để tim. Tao ăn nhưng mà mày có nghẹt nha. Nó nghe lời quý vị không? Mình ăn đó là cho cái miệng nó sướng, rồi trong này nó nghẹt. Rồi khi nó nghẹt thì ai chết? Mình chết, nhưng mình chịu cái miệng mà mình không chịu hết tim của mình. Cho chi tim nó ông không biết nó tu tôi làm được nghẹt, nó chết luôn. Rồi không? Rồi tim của mình nó muốn ngừng lúc nào thế? Nó ngừng. Nó muốn đập, sao nó đập? Khi quý vị hồi hộp thì tim nó làm gì? Đập nhanh kinh khủng, đập nó đứng tim mình luôn. Thì quá thế
đừng làm gì dữ vậy. Mình nói đỡ không có nghe không? Không có nghe. Tìm ra, để đi vòng vòng nha, tìm ra thì phải thật. Người sau này có ai làm đâu đi không? Sau này không ai đâu đi. Lên đây tôi đã bắt mặt thầy, người ta có tốt không? Cái gan của mình người vì biết là ở tất cả những cái này học ý tưởng thân nó liên quan với nhau. Cái gan thì quý vị muốn thường thường mà cái gan mà nó yếu nó hư đó thì nó không lọc được, cái gan nó lọc máu. Mình ăn uống chất gì mà nó độc đó thì cái gan nó như là cái spawn giống như cái mút á. Gan rồi tim là gan là tỳ rồi phổi rồi vân vân, tất cả cái đồ đó của mình. Mình uống rượu đi, những cái này mở nè, nó đi uống rượu. Mình uống rượu mà giống như nó tuần trước có người nói bị bệnh quá buồn quá đi đánh bài cho nó đỡ buồn lắm, đỡ đau lắm. Thì thầy mới nói là khổ quá buồn quá đi uống rượu đi. Đúng, quý vị thấy khi mà những người đàn ông mà bị thất nghiệp, thất tình, thất trí, thất đủ thứ hết thì đi giải buồn, giải sâu bằng cách uống rượu. Thầy tu nhìn đẹp quá, thầy coi là uống rượu xong là hết buồn liền à. Vậy mình tu rượu đi, uống rượu thì nó mau hết buồn. Uống rượu vào thì một lần nữa ông đạo nó nói là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Tất cả cái bệnh của mình là do cái nghiệp này đi vào. Tất cả cái bệnh trái tim là cái đâu đâu, cái nghiệp. Bệnh đau gan, sơ gan, căng xe gan từ đâu không? Yeah. Lao phổi, ung thư phổi, nám phổi cũng từ cái gì quý vị? Cũng cái nghiệp này nữa mà quý vị cần cái nghiệp này lắm. Sáng là phải phết anh trụ lông còn la hết rồi rồi. Mỗi lần mình bệnh đó là mình đi lo tìm bác sĩ làm luôn, rất là quên mất cái nguyên nhân chính là ngày này đó. Ăn thịt mỡ đủ thứ là cho đã, ăn crawfish, ăn lobster, ăn toàn cholesterol đầy hết, nó làm nghe trong này tim nó là too much. Mình có tỉnh bơ làm tới à, trời ngon quá, ngon quá. Rồi buồn nó uống rượu vào, gan nó làm nổi, sơ nó cứng ra, căng xe, chết đủ thứ, không biết. Rồi hút thuốc, hút cho nó đã, trời đã quá, rồi hồi nám luôn. Đó. Tất cả những thứ đó mình bị, những khi nó bị rồi thì sao? Mình nói đây gương không được bị đó, làm ơn khỏe lại dùng cho nó nghe quý vị, không nghe. Vậy ai là chủ? Mình không phải là chủ nó. Ngũ ẩn, tất cả ngũ ẩn, sắc thọ tưởng hành thức, ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận, già mắt mờ phải đeo kiếm, tóc bạc phải đi nhuộm, da nhăn phải đi căng. Cả những cái thứ đó là gì, nó đâu nghe lời mình đâu. Vậy ai là chủ nó? Không, mình phải là chủ nó. Mình không phải là chủ nó cho nên nó là vô chủ, không ai chủ nó hết. Quý vị biết khi mà bị bệnh đó, hay là mình già chết đó, tất cả cái đó là đều do cái mạng căn và do cái nghiệp lực của mình. Nên tự nó xảy ra như vậy, nói chung không phải mình có quyền gì hết đó. Có nhiều người nói trời tôi tập thể dục làm dữ dội lắm, không bao giờ bệnh hết, ra xe đục chết của mình. Thật lạ như vậy đó. Có những người bệnh đó, bệnh đề đề thấy sẽ chết, không có chết được. Tại sao phải trả cái nghiệp? Chứ cái tên mà tập thể dục có khỏe đâu lắm, đi ra ngoài chạy bộ bị xe tông chết. Còn cái người này cứ bệnh tới bệnh lui hoài, không chờ hoài không chết, thì không chết đâu. Tại cái nghiệp nó phải sống để trả nghiệp. Nó dễ lắm. Cho nên mình tập thể dục tốt. Ý Bình Thân thầy có nói mình tập thể dục để cái ngày tôi chết thì chết, nhưng mà ngày nào tôi còn sống thì ngày đó tôi còn khỏe. Đó, chứ mình nghe nói vậy thôi, không tập thể dục nữa. Tập thể dục không đi tập tài chi nữa. Rồi, thì giờ chúng ta đi bắt đầu đi sang chính hôm nay là có hai loại ta. Tại vì không phải vô ngã
tức là không có ta nhiều người đâu, vô ngã không ta, không ta như sao kỳ vậy. Vậy mình nói chuyện sao nhỉ, nó thầy giảng vô ngã nhờ thầy nói chuyện nhờ xưng sao nhờ xưng khai điểm anh cho tôi hả, hay là tôi cho anh tôi, mình mỗi ngày quý vị phải dạy chữ tôi không? Dù quý vị nói tiếng gì cũng phải, tiếng Mỹ, tiếng Anh, tiếng Tàu, tiếng Pháp, tiếng gì cũng phải phải dạy chữ tôi nhá. Chia chia verb và verb, chia động từ mà nói tôi, có ngôi thứ đàng hoàng tôi, nó, rồi chúng nó, rồi gì đó. Ai nè, dơ nè, mỡ nè, ngộ nè, nỉ nè, luôn hết. Phải nói cái đó. Cho nên cái ta đó, nó có chứ không phải không. Cái gì hiểu cái đó là quan trọng, nhưng mà học vô ngã rồi. Điều đó là vô ngã không còn gì hết thì còn gì? Còn có cái ta. Thì cái ta đó nó có hai loại ta. Một cái ta gọi là ta giả danh đó. Còn một cái ta là ta thật. Ồ, tức là nói cách cái ta giả, cái ta thật. Thì cái phần đó thì tôi có nói nhiều trong cái cuốn vô ngã này đó, cách chỉ có cái chữ nói chung quá thì nó phân tách rõ hai cái ta này, chứ còn là nguyên thủy không có nói mấy cái ta này đó. Thì cái ta giả là gì? Là cái ta giả đó nó gọi là conventional, tức là sống trong thế giới này mình phải ta quy ước đồng ý với nhau là chúng khi nói chuyện nó phải phân tách đâu ra đó. Đây chúng ta gọi là tôi, xin anh chị làm ơn cho tôi ly nước, thì lúc đó người ta biết là đưa ly nước đó cho cái này, chứ không phải đưa ly nước cho bên kia. Coi là kia là nó thì làm ơn đưa ly nước cho tôi, chứ tôi vô ngã nghe vô ngã không mà ê, làm ơn đưa ly nước cho ai đây, cho ai đây, thầy nói không có ta thì giờ cho ai, cho tôi. Thì cái tôi này đó nó gọi là conventional me. Thì cái ta này đó biết mình phải biết đó là một cái giả danh, tức là một cái danh từ tạm bợ để chế ra để mà hoạt động sinh hoạt trong đời sống hàng ngày để function. Vì cái ta này cho nên nhờ có cái ta này trên xã hội hoạt động được, chứ không thôi nói thành người điên hết, ê làm ơn đưa cho tôi đâu là tôi đằng kia kìa, để chợ tôi đâu tôi kia kìa, tôi đầy hết không được tôi nè. Nhưng mà người đời đó, khi nói tôi nè, tôi đây nè, thế họ tưởng cái ta giả lại là cái ta thật. Còn một cái người học đạo đó, rất là vô ngã, là biết là tôi đây nè, đưa làm ơn đưa cho đi nước cho tôi. Nhưng mà khi nó đưa đi nước cho tôi đó, thì trong lúc nói như vậy đó, vẫn biết cái tôi mà mình đang xài đó, nó chỉ là một cái giả danh thôi, một cái danh từ mình xài tạm thôi để mà function, để sinh hoạt trong cái thế giới tương đối này mà thôi. Rồi ta thật, cái mà chúng ta tưởng là thật là cái ta, cái tôi thiệt đó, thì cái ta này đó chính là vô ngã. Giáo lý vô ngã là nhằm giúp chúng ta, dạy chúng ta làm sao delete, erase, xóa cái ta này đây. Chính cái ta thật này nè mới là không có, còn cái ta giả kia thì có. Quý vị có thấy rắc rối không? Chúng ta đây có điều chưa? Cái giáo lý của vô ngã mình trước giờ nói không có ta đó là thì nhiều người hỏi, ủa không có ta, không có ta, không có ta, sao không có ta, có ta hay không có ta? Có ta. Cái ta đó là mà chúng ta vẫn xài hàng ngày đó, cái ta đó đó nó chính là cái ta giả, nó chỉ là cái giả danh thôi. Mình sinh ra những cái tên của mình cũng là một cái giả danh, vì tìm đâu ra được, nó chỉ là một cái thứ chủ tượng thôi, nó chỉ exist, nó chủ tượng đó, nó thể hiện trong tâm của vị thôi, không tìm đâu ra được nó. Cái này là cái chu của vị học trò bỏ được cái ta mình nói cái ta nó bị sao rồi nó không rồi nó đâu được, vì nó lên là tôi nè, không cái này là cái gì, cái thân tôi nè, cái này là cái gì, cái đầu,
vị trí đâu cũng không thấy nó nữa. Nó nằm trong này, mổ ra, bác sĩ mổ ra có thấy quý vị ở đâu không? Thấy cái ta nằm đâu không? Không. Bác sĩ mổ giăng ngắt người quý vị có tìm thấy cái tên quý vị nằm đâu không? Những cái đó là chỉ những cái abstraction, những cái danh từ chủ tượng của người ta. Mình Việt Nam sang đây thì quốc tịch Mỹ xong rồi đặt tên nó ok, giờ mình có quyền lấy tên Mỹ, tên tôi là William George Washington, thí dụ vậy. Được, đâu ai cấm đâu. Không ai cấm á. Tất cả cái đó là những cái giả danh con người đặt ra và sau đó đồng ý và bám vào chụp nó. Thì cái ta là như vậy đó. Thì cái ta mà chúng ta đang xài đây là chúng ta đang xài những cái tên mình dùng, tên của tôi nè. Hay là mỗi khi nói tôi nè, những cái đó nó có chứ không phải không có. Tại sao con người đặt ra? Cho nên cái ta đó gọi là cái ta là giả danh. Tôi này quý vị, ok, đồng ý. Cái ta này có, nhưng mà khi mà trong tâm thức đó, nghĩ rằng cái ta này, tôi này nó có thật, và mình tin rằng cái ta đó nó có thật, trong đầu mình nghĩ cái con có thật một cái ta, there is truly an ego, an I, my, me. Thì cái đó là một cái ảo tưởng thôi của mình. Cái đó là cái ảo tưởng thôi. Cái ta mà mình nghĩ là có thật đó, nó không có. Nó chỉ là một ảo tưởng thôi. Cho nên cái ta, nó chỉ là một giả danh, một ảo tưởng, một ảo giác thôi. Ảo tưởng là mình tưởng, tưởng sai, giống như phù thủy đó. Chứ ảo giác là một cảm giác là có ta. Cho nên khi mà quý vị đang ăn hay là làm cái gì đó, đó trong đầu mình luôn luôn mình nghĩ cái đó là mình. Cái đó phải ảo giác mà nó là mình tưởng là thật. Rồi từ từ tu một hồi mình bắt đầu thấy nó là ảo giác, nó đầu khá rồi. Cho nên hôm qua tôi mới nói đùa đó, khi quý vị ăn tôi hỏi ai ăn này, nó ăn hay mình ăn? Khi quý vị ăn cơm nó ai ăn? Thường thường khi mình ăn cơm á, chưa học vô ngã, khi quý vị ăn cơm quý vị nghĩ là gì? Ai ăn? Tôi ăn. Nhưng mà nếu mà suy nghĩ kỹ, nhìn thật thực gọi là nhìn thực tướng á, thì khi quý vị bỏ đồ ăn, việc ăn ăn này nè, nếu mà một cái người mà tu tứ niệm xứ nhìn thấy rõ ràng á, thì nó chỉ thấy là cái gì đang ăn, cái niệm đang ăn, chứ phải tôi ăn. Tôi đâu không thấy tôi đâu hết á. Thực tại reality là gì? Đang có cái việc ăn nhai 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 nhấp nhấp nhấp, đang cai nhai cóc cóc gì đó. Thực tại là cái đó đang thực, đang có thật. Nhưng mà nói tôi ăn ok, tôi đâu, không thấy. Nhưng mà có cái miệng đang ăn thì có. Quý vị hiểu chưa? Cho nên khi nói hỏi ai ăn, nói cái miệng đang ăn, đúng. Cái đó là thực, gọi là thực tế, thực tại. Nhưng mà khi nói tôi ăn thì nó là vọng tưởng rồi. Illusion. Nhưng chúng ta đa số khi ăn, chúng ta đang sống trong ảo tưởng là gì? Tôi ăn. Cái miệng nó ăn mà mình tưởng là tôi ăn. Cái đó là cái ảo tưởng thứ nhất. Và khi mà thấy ngon quá nữa, đó là ảo tưởng thứ hai. Rồi xong rồi ảo tưởng thêm nữa là mẹ phải ăn thêm ngon quá, ăn thêm ba bát nữa. Ảo tưởng thứ tư, tất cả nó chồng chất lên những cái ảo tưởng đó. Thế giờ chính vì cái hiểu cái ta đó nó chỉ là một cái giả danh. Con người đặt ra, mình đặt ra, thế giới đặt ra, giả danh là một cái name mà thôi, cái danh đặt ra. Cái này rất là khó hiểu, thường thường khi bị nghe, quý vị về thì tư duy lại. Một ảo giác là gì? Là một cái feeling sai lầm, mình cảm giác là như là mình á. Mình cảm thấy như là mình. Mỗi khi đau khổ quá, mình đau khổ quá, thì quý vị nghĩ ai đau khổ? Mình hay nó? Hồi nãy là ăn á, thì ai ăn? Mình hay nó ăn? Nó không? Từ xưa nay tục đế là tôi ăn. Illusion. Ngọt tưởng sai lầm rồi. Nếu quý vị học hôm nay, quý vị khi mà ăn thì hỏi chị ăn ngon không chị? Xin lỗi anh hỏi ai ăn? Anh hỏi tôi hỏi bó. Đó là cái ông kêu bắt đầu ngỡ ra rồi. Hôm
hai chị có bị liền, ai vô ok được đấy. Mình hỏi cái này xong rồi mời chị ăn, cái hỏi chị ăn ngon không, cái mình trả lời lại anh hỏi là ngon là chị anh hỏi tôi anh hỏi nói nguy hiểm lắm. Khi mà ta hỏi chị ăn ngon không, là ông tục đế, tại ông thế tục mà thầm trần trần tông biết gì vô ngã, thì quý vị phải làm gì? Phải trở lại trần tục là ông hỏi tôi là tôi này, là ông chấp ngã, mình phải biết ông đang chấp ngã, tức là ông chấp tôi là cái này, là toàn bộ cái này. Nói chị ăn bún bò Huế ngon không? Nhà ngó lắm. Chứ mình nói là xin lỗi anh hỏi tôi hay hỏi nó là nguy hiểm thôi. Anh hỏi tôi hỏi nó thì anh bảo tôi hỏi chị, nó ở đâu, đây có hai chúng mình của nó ở đâu. Thì mình nói không nói tiếp nữa, anh hỏi tôi là tôi làm chỗ nào anh. Bắt đầu là ông bắt đầu thấy mình điên rồi, là khổ rồi, là làm sao không phải đi ăn nữa. Rồi nên nói tôi ăn đó, bây giờ bắt đầu cái hình bị đau khổ. Thường thường đa số chúng ta khi đau khổ, bình thường á, quý vị nghĩ ai đau khổ? Mình đau khổ, tôi khổ quá, tôi khổ quá chịu nổi, thôi tôi tự tử chết được rồi, thấy chưa? Chứ còn nếu nó khổ thì kệ bà nó. Hớ thì tôi, nhưng mà tôi đau khổ cũng phải nó, cũng giống như mình ăn á, thì tôi ăn chứ đâu phải nó đâu, mà thật ra là ai ăn quý vị? Nó ăn, nó là cái gì? Nó là khen tiện. Là ai thấy ngon? Tôi cũng thấy ngon, quý vị biết tại sao quý vị thấy ngon không? Tại vì cái lưỡi, cái lưỡi quý vị đang tê đi hay là bị bệnh đi, là ăn cái gì cũng thấy chỗ nè hết. Tại cái lưỡi quý vị, cho tất cả những cái gì nó hoạt động đó, mình cứ tưởng là mình không không? Cái đó là khi chung sân, là cái ảo tưởng đó. Mình khổ cũng vậy. Mình khổ quá đến ngày nào mình học đạo đó, tới thầy hỏi ai khổ vậy? Thầy hỏi như kia vậy? Lúc đó bắt đầu thầy hỏi ai, là cái quay lại coi đừng ma đứng sau mình nữa. Phải, ai? Đúng vậy. Khi ngài ngồi khả tới nó tâm con không an, hỏi một điều quan tâm không an, xin ngài an tâm cho và đưa ra đấy. Nếu mà cái người khác quay lại tìm không thấy thì mình cũng vậy đó. Hỏi ai khổ, khi quý vị đau khổ đó, quý vị chỉ hỏi ai khổ, mình khổ hay nó khổ, quý vị tìm ai khổ. Nếu mà thấy mình khổ đó thì mình chết rồi, khổ quá chịu thôi nổi. Nhưng mà khi quý vị quán chiếu đó, thấy nó khổ phải mình khổ, ôi trời, cái khổ nó nhẹ đi 50% rồi, ngay lập tức nữa, nó khổ nó phải mình đó. Cũng giống như hôm qua nói hai đứa nhỏ đang chơi đó, cái gì nó dính đến mình nữa không? Cái khổ nó tăng lên liền, cái gì không dính đến mình hết liền. Hai đứa nhỏ đang chơi đó, hai đứa dưới chừng 3-4 tuổi đang chơi, một đứa là con mình, đứa con hàng xóm. Mình nghe cái đông một cái quay lại thấy con hàng xóm té kệ. Khi nghe cái đông thấy quay lại thì con mình thì sao? Vội vàng đang làm nấu cơm, bỏ nó chạy ra, trời ơi con, cưng của má khổ quá trời ơi. Luôn nhô xuất xa cũng luôn hết. Tại sao nó dính líu tới mình? Thì khi mình khổ vậy đó, mình nhìn, quay lại nhìn cái khổ xem, cái khổ này nó của ai? Cái khổ này của ai quý vị? Nếu thấy nó là của mình, là chính là mình, thì mình khổ kinh khủng. Vậy là cái đứa con đó. Thì chúng ta cũng khổ vì chồng, vì vợ, vì con. Thầy đi giảng không gì khổ cho thầy bằng những người tới có hỏi con khổ vì con. Mà không ai biết nó là oan gia của mình hết. Hỏi thầy có cách nào không? Có cách nào thầy chỉ cho con cách nào dạy cho nó ngoan ngoãn này, nó nghe lời con, là nó biết đi chùa với con, là chở con đi chùa, là nó tụng kinh với con, nó ngồi thiền với con, nó nói gì nó nghe hết. Trời ơi, vậy sướng quá rồi, thôi đi tu làm gì? Thầy có cách nào chỉ cho ông chồng con là chủ nhật đi chùa, là tụng kinh với con, cũng tu với con nữa? Trời ơi chứ, nếu mà thầy nào có cách nào nên đưa lên thầy cho uống bùa hết là xong. Đúng rồi. Chồng con của mình chỉ là oan gia thôi, chồng, vợ, con, cái, cha mẹ hay oan gia. Oan gia đấy để làm gì? Trời ơi, giỏi quá. Có nói gì?
Cái kiểu nghe nó kỹ nha, trong thời nghe rồi nghe gỡ mùa mệt lắm về, có thầy đi siêu cũng nói con da làm da liền ta ta nát hết. Nghe sau đó để thấy, khi mình hiểu ra điều ấy, tự nhiên mình hết khổ. Tại sao? Mình dồn hết tình thương cho cái người nào đó. Giống như quý vị có củ quý vị đưa cho một cái người nào đó, người ta cầm cái củ quý ta liền, quý vị đau khổ không? Nhưng mà quý vị cầm cái củ quý đưa cho cái tên mắc dịch đó, quý vị biết là kẻ thù mình nó cầm nó vứt đó, quý vị có tức không? Không. Quý vị đi ra ngoài đường, người lạ chữ, quý vị có tức không? Tức không? Cũng tức. Nhưng mà về nhà, vợ, con, cha, mẹ mình chửi mình thì sao? Mà nhất là cái người đó mình thương nữa, thì cái tức của quý vị nó tức học máu chết ngay lập tức. Người ngoài nó làm gì khó chịu mình cũng kiểu như trong giảm dịch rồi không đi về, nhưng mà người thương của mình, vợ chồng con cưng mà mình cưng hết dồn hết mà phũ phàng mình, trái lời mình, không nghe lời mình, cái đó mình mới đau khổ. Rồi tới tìm thầy, thầy có cách nào chỉ không? Thầy có các cô chú nào chỉ chú một cái là nó nghe lời liền. Chúng thua cái đầu tiên mình biết nó là oan gia. Khi mình biết oan gia rồi đó, oan gia là cái người tới để làm cho mình khổ mà mình cứ muốn người đó làm cho mình sướng. Cái đó là một lần nữa là mình sống trong ảo tưởng, illusion, tức từ cái illusion này sang cái illusion khác. Cho mình đòi hỏi cái kẻ thù nó phải thương tôi, không bao giờ có chuyện đó. Và chị nói là nó lan sang con da rồi quý vị. Vậy quý vị tìm người bao con da nha tiếp nha. Rồi trở lại hai cái ta nè. Thì cái ta giả danh á, cái này rất là quan trọng. Quý vị hiểu được cái này á, thì mình đỡ nghèo, đỡ khổ thì đỡ nghèo. Giống nhau, nghèo và khổ. Thì bây giờ đó, khi quý vị dùng cái chữ ta tôi đó, thì quý vị biết là mình dùng tạm thôi, nó không có. Thầy Ấn Tượng hay dùng cái danh từ không có thật đó, có cái không có thật đó. Không biết thật cái gì, cứ nói có thật, ai có cái đồ thật, cái gì có thật hết. Và tại sao nói không có thật? Thì mình khi nghe như vậy đó, mình không có xét nổi. Tiếng Anh là mình không có bài nổi, không có bài được. Thầy giảng hay mà đáng thương nói như là, cứ biết không, mình học đạo nó khó như vậy nào. Là tại vì trong con người của mình nó rất là phức tạp. Mình có cái ý thức, mạc ra thức và tan lại ra thức. Và khi người bên ngoài nói một cái gì đó thì ba tên này nó đứng nó đều nghe hết. Và khi quý vị nói tên nào mà nó hiểu đó thì nó nghe. Tới khi quý vị nói mà A lại ý thức nó hiểu đó thì A lại ý thức nó thay đổi. Khi quý vị nói ý thức hiểu, ý thức thay đổi. Và quý vị nói ý thức nó hiểu, mà A thức, A lại ý thức không hiểu nhé, thì không có cái gì thay đổi. Cho nên quý vị dạy nhưng đương lít á, hay quý vị dạy mình chó là teach or not, new trick đó. Dạy mình cho già, dạy những người mà thâm căn cố đế là gì vậy? Người ta đã tích tập nhiều thứ rồi. Những cái tích tập đó nằm, cái tập khi nó nằm trong A lại nhận thức. Cho nên mình dạy cái mới là gì? Dạy cái mới nó chỉ trên ý thức mà thôi. Quý vị hiểu không? Tại sao khó dạy những cái người già? Xin lỗi nha thầy, cố ý quý vị. Những người lớn tuổi, ở đây quý vị là lớn tuổi hết, chứ người lớn tuổi nhiều, lớn tuổi ít thôi. Tại sao khó sửa, khó thay đổi? Tại sao? Tại cái tập khí đó, nguồn gốc của nó nằm trong A lại giải thức, nó nằm trong tiềm thức của mình. Và khi mình dạy những cái đồ mới đó, new trick đó, đồ mới đó, thì là ý thức nó hiểu thôi, nhưng nó chưa đủ để mà nó thấm vào trong A lại giải thức. Cho nên người ta mới nói chứng nào tật nấy. Đã dạy rồi, mới dạy hôm qua hôm nay quên rồi, đúng như anh dạy hôm qua tôi hiểu rồi, hôm nay quên rồi. Hôm qua hiểu là cái gì hiểu? Ý thức nó hiểu, mà lại thức không hiểu hết. Ngoài ba con hết. Thế là ai đâu rồi, hiểu hết. Phải dạy lại nữa. Quý vị dạy sao? Cho nên dạy tu đó là tu từ A lại ra thức. Và học thì từ ý thức vào, để cho nào
Nhưng mà đến ngày nào quý vị chuyển tu được là cái ngày đó những cái gì mới đó nó chạy trở vào trong, chạy sâu vào đại thức, nó sửa những cái khổ đau cho đại thức. Thì lúc đó mình mới trở thành chó già mà thông minh. Rồi, quý vị già nhưng mà mình già giả thôi. Tại vì nó già chứ không phải mình không? Cho nên quý vị đừng sợ. Cái này học cái này nó có chuyện mới, quý vị cũng có cái gì mình không thích, quý vị cứ đổ lỗi cho nó hết. Phải đúng không? Thầy nói nó già chứ phải con đâu già không? Thì quý vị không có già. Quý vị nếu mà quý vị biết thật ra, quý vị biết ta thật là cái gì á, thì mình không có già, không có bệnh, không có chết. Và tại vì mình chắc mình là cái thân này, chứ khi ai nói mình già á, mình tức, dễ sợ lắm. Mặc dù mình mới có 89 tuổi thôi. Nó nói già mình không chịu. Nó nói già nó cho sao nó nói gì vậy? Cái già 89 tuổi á, tại người ta nhìn ta nói cái gì quý vị? Nói cái thân. Nhưng mà tại vì mình đồng hóa mình, identify mình với cái thân này, cho nên ta nói cái thân này già thì mình sốc ruột nè. Cho nên ai nói già, xin lỗi, anh nói hay cô vậy? Quý vị hôm nay con yêu thích rồi, cách mở rồi, cái không thích thì cứ thảy cho nó hết. Phải đúng không? Ai chửi mình cũng là anh chỉ nói chỉ tôi rồi. Ai chê mình thì là anh chê nó, chê tôi. Khỏe đúng không? Anh thấy khỏe không? Nhưng mà mình biết cái đó, ai đuổi cho mình chê già, chê xấu, chê ngu gì, cái mình tức mình cứ nhận nó là mình, cho nên mình mới tức, mới khổ, mới đủ thứ hết. Cái thấy hay chưa? Nhưng khi mình hiểu được, mình suy được cái sự chấp đó, mình nhẹ nhàng, mình ngay lập tức. Đâu phải mình đâu. Giống như thằng bé té té, nó phải có mình, khỏe luôn. Giờ đấy, xong được ngày thôi. Tôi chị mà già thế. Như anh nói ai già cũng phải tôi. Khỏe không? Khỏe không? Nó sao? Rồi quý vị hiểu hai loại ta. Cái này về suy nghĩ. Cái ta giả danh là có. Tức là cái ta mình dùng trong hàng ngày thì cái đó có. Còn cái ta thật đó không có. Khi tu vô ngã là chi? Là cốt diệt trừ làm sao? Cái ta thật mà xưa nay mình tưởng là có đó. Ngày nào mình tu tập là sao mình thấy được cái ta thật này hoàn toàn không có. Thì lúc đó mới gọi là chứng được vô ngã. Thế khi chứng thì hiểu đã. Hiểu được vô ngã thì gọi là kiến đạo. Rồi tu tập hàng ngày, va chạm với cuộc sống. Đó. Rồi đến khi mà ai nói đủ cái mình á, thấy gì hết, tỉnh bơ mà. Phất tẩy ăn lên rồi đó. Biết lúc đó mình tu khá rồi. Rồi, giờ bây giờ tu vô ngã thì sao? Đó. Thì mình để ý từ hôm qua tới hôm nay là nói về giáo lý vô ngã. Bây giờ mình trở về cái thực tại. Mỗi lần khi nói, khi tu tập đó, thì nói lý thuyết. Xong sau đó phải nói về thực hành. Tu vô ngã thì sao? Thì trước hết đó, là mình phải hiểu cái đi vô ngã. Hiểu đó. Có phải đi nghe, giảng, vâng, rồi về để tư duy làm sao mà hiểu. Hiểu làm sao những cái gì mà thầy nói về vô ngã nó không cao á. Mình nghĩ, ủa sao mình có mình mà sao lại nó không có mình á. Kỳ vậy. Vì tư duy là dở kinh ra tìm kinh ra. Kinh không nói gì hơn, kinh Đức Phật nói hôm qua mình nghe rồi đó. Phật nói là sắc không phải là mình, thọ tưởng không phải là mình, con không phải là mình, con của mình không phải là của mình. Thấy ngồi chưa? Con phải của mình của ai vậy? Thì... của nó. Của nó hay quá. Vậy khi con mình là mà nó té thì ai khổ? Ghê quá, cái vị học ngồi thấy cái bắp chân hết rồi. Trước hết quý vị làm sao hiểu cái lý vô ngã hả?
ví dụ tôi đi mua gái nhiều chừng nào thì mình bớt khổ chừng đó, thì cái khổ nó nhẹ. Tại sao? Tại cái chấp ngã của mình nó bớt đi. Tại vì khổ là vì chấp ngã. Nên khi mình hiểu được vô ngã thì cái sự chấp của mình nó nhả ra từ từ. Nó nhả ra từ từ thì cái khổ của mình nó bớt đi nhiều. Thực hành vô ngã hồi xưa, năm 1990, cuốn sách này khi tôi viết thì tôi chỉ nói về hai phương pháp thôi. Một phương pháp tứ niệm xứ của Nguyên Thủy của Nam Tông, và phương pháp thứ hai là phương pháp của Trung Quán, tôi học của mấy ngày Lạc Ma Tây Tạng, nó thuộc về Đại Thừa. Đó. Thì bây giờ tôi bỏ thêm, cũng sửa lại, thì hôm nay chúng ta nói chuyện khác. Thì cũng về thực hành, cái thực hành đó là tu tập. Tu tập trước hết là quý vị tập có thể đi nghe giảng, nhưng mà ít có giảng, mình quý vị nghe lại bằng vô ngã. Để tập thì sao cho mình suy tư để mình hiểu được cái lý vô ngã đó. Rồi, hiểu trên ý thức đó, nó không đủ để chuyển hóa mình, quý vị. Không đủ. Nên mình có thể đi nghe pháp rất là nhiều, mà một lần nữa, tánh nào tập đó cũng thay đổi. Cho nên mình kèm lắm, vì mình đi chùa nhiều về, xong rồi mình thấy con của mình nó không học hành, nó chơi bời, rồi mình cứ la mắng nó. Nó nói một câu hát là hay, nói má đi chùa sao má nó nhiều vậy, sao má sân si vậy. Quê sợ ngay lập tức nói đúng quá. Đi chùa xong rồi sân si ái bố vậy, con sẽ bắt con học hoài vậy, nó cứ la con hoài vậy. Nói câu vậy thì mình thua ngay lập tức, quý vị thấy thua không? Thua. Không những vậy, sau rồi nhủ đi chùa sao nó đi. Nói má tới chùa má sân để nhủ con hai người đi. Đằng nào cũng thua hết, tại sao nó bỏ ra. Con nha là cô rồi. Gặp con nha là quý vị chỉ có hầu thôi. Chỉ có hầu hạ thôi, để trả nợ thôi. Khi trả nợ xong á, thì tự động nó dễ chịu ngay với quý vị. Còn khi chưa trả nợ á, nó là chủ nợ mình. Mà mình cứ đè nó cổ nó, bắt nó thế này, bắt thế kia, thì nó càng làm cho mình điên khùng lên thôi. Nhưng mà khi mình hầu hạ nó làm cho nó vừa ý xong xuôi rồi hết, để kệ nó muốn làm gì nó làm, nó không học thì nó muốn ráng chịu, nó đâu phải mình muốn đâu. Thế nào? Nhưng mà thấy nó không học, mai mốt rồi nó ra đời nó không làm về được việc, hiện nó đói thì đâu phải mình đói. Khi mà nó mình thấy như vậy đó, tại vì mình nhảy vào cuộc đời của nó, mình muốn xen vào cuộc đời của nó. Mình muốn nhào vào cuộc đời của nó, mình muốn leo lái, mình muốn manipulate con cái của mình. Thế một lần nữa, cái việc quên mất nó là bọn gia mà. Nó cho mình, cho ai cho phép ông manipulate điều khiển của ông. Con chưa đòi là ông may lắm rồi. Vì hiểu không? Cho nên, quý vị biết không? Con cái ai nó ông chồng cũng về, ông coi tivi thì kể lắm. Mình đi chùa thì may. Nếu không, ông cấm không cho mình đi chùa. Chết nữa. Mình ngắn thì thấy thầy con chán chẳng quá, đi làm về cũng ngồi coi tivi không mà. Con kêu niệm Phật không hiểu, kêu đọc sách Phật, đưa sách của thầy nó không đọc. Nó sao đừng đưa cho anh, đưa nó không chửi chết rồi. Nó không thù thầy nữa chứ. Nguy hiểm quá, cái việc làm như vậy quá không được. Cho nên thầy phải dạy quan gia để cho chúng mình đi ra vào lông, để mình ra đi. Anh sách này thầy thích hay lắm, hãy đọc đi. Trời ơi, ta đang có phước bố làm gì để ta không cấm mình tu là may rồi quý vị. Mình nhớ không? Chứ đừng có đòi hỏi nhiều quá. Đòi hỏi nhiều quá đi. Cái ngã của mình nhào ra muốn chụp người ta. Cái ngã của mình á, muốn nhào ra muốn chụp người ta, điều khiển người ta, điều khiển chồng, điều khiển con, điều khiển vợ, điều khiển anh, điều khiển em. Bắt hết cả đám đi chùa hết. Đi chùa xong rồi cả đám nó thù chùa luôn. Nguy hiểm lắm. Mà mình nói trời ơi, mình muốn làm một tác đạo mà sao ai cũng ghét đạo hết, sao thì chẳng hiểu gì cả. Chứ không hiểu ông nha.
nha con chồng. Sau đó là con Kiều bị ngã, còn bây giờ đó, cái người đó, đó nợ mình, phản định mình, nghe em đi đâu anh chở đi, anh đi chùa không, anh chở đi chùa, khỏi cần bắt người ta đi nữa, đứa con nào nó phải bán gia nó là tới trả lời mình đó, tự động nó hỏi má, má đi chùa có gì hay không, chị con, chị được pháp nghiệp lên hay là tức, đưa đọc sách đọc luôn, ra đi nói gì đó, theo liền, nghe liền. Cho nên những người nào người khổ với gia đình nó cũng được. Tại sao? Tới hỏi đạo thầy cũng hỏi, cứ hỏi toàn cái chuyện đó không, khổ thì thầy cũng khổ.